Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Ngày 6 tháng 9 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc thêm một mẫu sản phẩm nữa về đồ thờ cúng, đó là mẫu ngai thờ bằng chất liệu gỗ mita. Thì ngai thờ này là ngai thờ một thước hai, có cái kích thước là dài 60, sâu 50 và cao 87. Trong video trước chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều cái mẫu ngai thờ một thước hai, một thước rưỡi bằng chất liệu gỗ mita. Thì trong video này chúng tôi giới thiệu một mẫu ngai làm theo lối cổ của các cụ ngày xưa. Đó là vành tai thì chúng tôi làm vành tai trơn, chúng tôi không chạm rồng. Và phần vách thì chúng tôi chạm kỳ lân và phượng hoàng như các bạn đang xem đây. Cái kích thước của nó là 60 x 50 và 87. Toàn bộ được sơn son thép vàng, phủ hoàng kim. Bề mặt chúng tôi sơn then là sơn đen. Thì quý vị hãy xem kỹ chi tiết mẫu ngai thờ này. Toàn bộ vành tai là chúng tôi để trơn, còn phần đầu chúng tôi vẫn chạm đầu rồng như mẫu bình thường. Quý vị hãy xem kỹ nhé. Cái nét, cái dáng của cơ sở đồ gỗ Yên Lành lúc nào cũng khác biệt so với các hàng chợ phổ thông trên thị trường rất là nhiều. Thì quý khách mà ưng mẫu sản phẩm như này, quý khách có thể gửi về Zalo cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trung bình một tháng thì chúng tôi bán từ 100 đến 200 cỗ ngai thờ như này. Chúng tôi bán cả bán buôn bán lẻ. Chúng tôi có giao hàng mộc và giao hàng hoàn thiện trên toàn quốc. Quý khách yên tâm. Quý khách ở xa mà không về được thì quý khách có thể xem video chúng tôi quay rất là tỉ mỉ và chi tiết từng công đoạn một. Các khách hàng ở xa trên toàn quốc đặt hàng online thì chúng tôi lúc nào cũng ưu tiên về cái giá thành cũng như là chất lượng. Các bạn hãy xem kỹ nhé. Cái phần link đăng ký về kênh chúng tôi sẽ đặt ở cuối video. Quý khách xem hết video này, chúng tôi sẽ có cái mục đăng ký. Thì quý khách muốn theo dõi trực tiếp các cái video về đồ thờ cúng của cơ sở đồ gỗ Hiền Lành thì quý khách hãy đăng ký. Và quý khách thấy hay thì quý khách hãy chia sẻ. Chúng tôi có nhận làm đồ thờ cúng trùng tu, đồ thờ cúng cũ bằng gỗ. Chúng tôi có làm tượng thờ, ngựa thờ, tất cả các đồ thờ cúng bằng gỗ chúng tôi đều làm. Và các bạn đang xem đây là hoành phi câu đối được sơn then thép vàng, tức là phần nền là chúng tôi sơn màu đen, chữ là chúng tôi thép vàng Đài Loan. Đây cũng là một mẫu cổ ngày xưa, nền trơn và chữ là toàn bộ chữ nho là do khách yêu cầu, chỉ chờ ngày bàn giao vì chúng tôi đã hoàn thiện xong rồi. Và chúng ta cùng quay lại với mẫu ngai thờ một thước hai, kích thước là 60 x 50 x 87. Quý khách mà muốn đặt ngai thờ cho gia đình hay cho dòng họ hay cho đình chùa thì quý khách cứ liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cũng như là kích thước và giá. Chúng tôi có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng ở đình chùa miếu mạo đã qua sử dụng lâu năm, là vì do người dân họ thắp hương nhiều thì nó sẽ ám vào vàng Đài Loan và nó sẽ bị bay sơn, thì chúng tôi sẽ nhận trùng tu và giá cả cũng hợp lý. Thì quý khách cứ liên hệ về cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và các cái mẫu ngai thờ này chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ mita. Gỗ mita hay còn gọi là gỗ mít vườn, rất là bền và thơm. Đã được dùng làm đồ thờ cúng lâu nay, gắn liền với tâm linh văn hóa người Việt Nam. Các bạn đang xem đây là những bức câu đối lòng mo và những bức cửa võng hoành phi rất nhiều. Quý khách có thể vào trang chủ kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm các cái sản phẩm về đồ thờ cúng và ủng hộ đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành ngày càng lớn mạnh trên cái thị trường đồ gỗ online trên toàn quốc. Chúng tôi giao và lắp đặt trên toàn quốc.
Quý khách yên tâm, quý khách có thắc mắc gì quý khách hãy để lại phần bình luận phía dưới video. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của quý vị về đồ thờ cúng. Chúng tôi nhận sơn son thép vàng, dát vàng ta tại nhà. Thi công nó sẽ cao hơn. Cảm ơn quý khách đã xem và hẹn gặp lại quý vị trong các cái video tiếp theo.